Hello, chào các bạn nhé. Hiện tại trong chuồng mình đây là mình đang nuôi với một dạng nước, ấu trùng dạng nước chất lỏng. Nay là 4 ngày các bạn này, trời trong nhà trong chuồng trại mình nó trong chuồng nó rất tối. Đúng, các bạn thông cảm. Đây mình quay hôm nay là 4 ngày nhá. 4 ngày các bạn ạ. Mình là đang làm mô hình nuôi nước của mình. Hôm nay ấu trùng 4 ngày. Mong các bạn cổ vũ và đăng ký kênh cho mình. Kênh ruồi của mình là kênh Ruồi Lính Đen Ba Vì. Đó các bạn nhìn. Nó ăn đủ chất dinh dưỡng, nó sẽ cắm đầu xuống và đít nó sẽ chồng lên, nhìn chi chít. Lượng ăn của nó rất lớn các bạn ạ. Đây hiện tại ở đây mình nuôi mật độ từng khoang một, khoang này mình nuôi rất dày này các bạn nhìn, khoang này mình nuôi rất dày luôn, ấu trùng rất dày luôn đó, mình nuôi rất dày và ấu trùng các bạn chất sột sệt. Con ấu trùng, màu ấu trùng rất tốt luôn, trắng hồng, phát triển rất tốt. Và đây có những con hôm nay mình nuôi mới là ngày thứ năm, tính thời gian là 4 ngày thôi, có con cũng đã bắt đầu là chuyển thành màu đen đấy các bạn. Nó lượng nó ăn nó lớn nhanh quá mức độ mà ấu trùng rất khỏe luôn, ngọ ngoại rất khỏe. Những con chuyển màu đen này chắc là con gen trội cùng lứa tuổi mà nó, các bạn nhìn này, nó rất to, 4 ngày thôi mà nó rất to như thế này. Mình đây là mình nuôi trong ở cái thời tiết nắng ở Ba Vì Ba Trại này, rất nắng này, các bạn thấy dồn cục rất nhiều này, các bạn nhìn đó, dồn cục rất nhiều luôn. Mình nuôi cái ô này rất dày để mình thử nghiệm xem nó lượng nuôi dày mới như thế nào, mới nuôi thừa như thế nào. Đó. Mình nuôi ở Ba Vì, mình đang nói tiếp mình Ba Vì. Trường Ba Vì là nó thời tiết là nắng khắc nghiệt. Là mình kết hợp với một ông anh là mình nuôi trong trại của chuồng gà kín, thường nuôi gà công nghiệp. Chuồng trại nó sẽ mát. Phát triển vào mùa đông cũng như mùa hè. Mùa hè rất mát và mùa đông thì rất ấm. Phát triển những con nuôi ấu trùng này là nó cần, quan trọng nhất là ánh sáng. Mình có một cái lý do để con ấu trùng mình lớn nhanh là mình nuôi trong trong bóng tối này, là con ấu trùng nó ăn ăn và phát triển liên tục thì mình cảm thấy là cái con ấu trùng này lớn nhanh so với nuôi ở những cái chuồng là ở ngoài ánh sáng nhiều hơn ban ngày. Ở đây mình ánh sáng của mình mà trong một ngày nó chỉ rơi vào được khoảng 3 tiếng. 3 tiếng là mình lúc mình đi vào mình làm mình mở cửa thì là sẽ có ánh sáng. Nó còn thường thường là ngày một ngày 12 tiếng thì chiếm đến 9 9 tiếng là như ban đêm rồi, đâm ra ấu trùng mình nó lớn nhanh. Mình có cái lợi ở ở cái phần đó. Hai anh em. Và đây là ông anh chủ chuồng gà đã kết hợp với mình, Chào hai mọi anh người em. nhá. Anh cũng rất là có một cái dòng suy nghĩ, cũng một cái tư duy cảm thấy nhận là hai anh em đi cùng chung một đường. Mình về mình cùng mình là cũng là một lớp trẻ. Đâm là cái kinh nghiệm nhiều cái cũng còn chưa được, còn phải học hỏi các bạn và các anh chị đi trước rất nhiều. Mong các anh chị cũng như các bạn đã là từng làm có những cái chia sẻ hay thì đăng ký vào kênh của Bạch Trường, cùng nhau cùng bắt tay nhau để đi lên con đường
nuôi ấu trùng này, thay thế nguồn cám viên cho gà cá cho tất cả mọi nông dân ở từng địa phương, từng cái khu mình làm để góp phần cho nền chăn nuôi thay thế nguồn cám viên càng ngày càng tốt, sẽ thu hẹp được cái tiền mình phải chi trả cho phụ thuộc vào 100% vào cám thức ăn công nghiệp. Và đây là đấy là một ô, còn đây là một ô mình đã nuôi, cũng vẫn nuôi như vậy nhưng mà cái tỷ lệ mình nuôi sẽ thưa hơn, thì xem mật độ như sao thì công nhận các bạn cũng thấy là nó cũng vẫn ăn cắm đít lên. Mình quay từ 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 là các bạn thấy sẽ là nó sẽ cắm đít, nó ăn rất dày, tỷ lệ nó ăn rất dày, 3 ô 4 ô, mấy ô này là mình nuôi là cùng một loạt cùng một ngày. Như mình thấy cái mật độ dày mấy mật độ chăm sóc thì nó con ấu trùng cũng 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 như nhau, phát triển như nhau. Như 2 ô ngoài này được ánh sáng nhiều hơn thì nó phát triển chậm hơn một chút các bạn đó, thì mà ở trong 2 ô ngoài này nó ánh sáng là mình sử dụng nhiều hơn, đi vào thắp điện các thứ một ngày chỉ được tầm ngủ 7 tiếng thôi, 7 tiếng đêm thôi, thì cái ánh sáng này con ấu trùng nó ăn được ít hơn và nó sẽ nhỏ hơn cái ô trong kia, nó ánh có bóng tối. Như để mà phát triển thì mình thấy con này phát triển trong bóng tối là rất tốt. Đây là toàn tổng tổng cảnh cái trang trại của mình, hai anh em, nó rơi vào tầm 700 m2, 700 m2 sử dụng, và mình đang thực hiện những cái quy trình này để cho người dân cũng như anh em cũng như bà con nông dân chăn nuôi ở khu tại khu Ba Vì này được mở rộng cái kiến thức, góp phần cho nền chăn nuôi ở địa phương phát triển mạnh hơn và tiết kiệm được cái nguồn chi phí thức ăn phụ thuộc vào cám viên. Mong các bạn cổ vũ cũng như chia sẻ cho mình. Còn hiện tại thì những kênh ruồi lĩnh đen ở Việt Nam, các kênh ruồi của các địa phương khác như Đồng Tháp, như các vùng miền khác nhau cũng có các anh, các chú, các chị làm, cũng mục đích như mình là đem về quê hương cái sản phẩm hữu ích nhất thay thế nguồn cám viên cho gà, ngan, vịt. Có những nơi các anh các chú cũng lấy các thay thế vào được cho lợn ăn, dùng ép cám viên để cho lợn ăn cũng rất tốt. Mình là những người đi sau của các bậc anh chị, các thế hệ anh chị, đâm mình cũng vừa làm vừa tìm hiểu và thấy nó phát triển rất tốt trong cái môi trường của mình này. Môi trường là mình nuôi trong nhà rất mát, tránh được ánh nắng trực tiếp. Và đây là mình quay cho các bạn là tổng thể cái mô hình ở ngoài. Ở ngoài là ánh sáng trực tiếp là nó không được tốt. Đó, các bạn nhìn thấy rất rất là nắng. Rất là nắng luôn. Đấy, tổng tổng thể trại của mình. Tổng thể trại của mình các bạn rất nắng. Tổng thể trại của mình nó là một cái trại gà. Đó, bao gồm gà cũng có đây, thực tế. Gà thì nuôi cũng rất nhiều. Hàng nghìn gà đang bán. Tổng thể cái khu trại này của mình nó rơi vào tầm khoảng 3.000 mét vuông, bao gồm là hai trại luôn, một trại mình đang nuôi ấu trùng đây và một trại dưới này, hai trại gần nhau. Cái môi trường để mà nuôi chăn thả ví dụ như gà, lợn, vịt, ngan ngỗng kết hợp vào cái ấu trùng này, mình muốn nói các bạn là mình rất tâm đắc cũng như là mình rất thích thú vào cái môi trường từ ngày bắt đầu mình thấy. Đó là một trại đây các bạn ạ, gà
còn dưới còn có ao. Đấy, trước này cái trại này cũng đã bị thất bại, nuôi gà trắng đã thất bại và đã dỡ bỏ mất nửa chuồng. Và đợt này mình sẽ khôi phục lại và chỗ này mình sẽ làm một cái chuồng chuyên để đẻ và nuôi ruồi. Mình sẽ lợp lại, cải tạo lại. Chỗ này rất thích nghi cho con ấu trùng ruồi. Đó, mình muốn view kênh này rằng mong muốn các bạn biết thêm về ruồi lĩnh đen Ba Vì, cũng cái địa chỉ cũng như số điện thoại mình để dưới để các bạn tiện liên hệ. Ai muốn quan tâm đến ruồi lĩnh đen vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, gà, vịt, cá, ngan, ếch, lươn, dùng là nguồn thức ăn này cho nuôi những vật nuôi rất tốt. Phát mình cam đoan với một điều là phát triển rất tốt. Ánh nắng ban ngày nuôi trực tiếp vào nó không được tốt, còn mình nuôi ở trong trại này, trong trại thì nó ánh nắng không rọi vào trực tiếp và mình cái tỷ lệ bóng đêm nhiều, nó phát triển, con ấu trùng phát triển rất nhanh, nhanh hơn mọi người. Mọi người nó chỉ có khoảng độ thời gian bóng tối chỉ được một nửa, nhưng mình đã chiếm được 2/3 bóng thời gian bóng đêm, là nó ăn phát triển rất rất tốt và rất lớn nhanh. Nhiều anh chị em cũng cũng muốn mình làm cái mô hình nuôi chất lỏng của chú Hùng trong lầm chẳng bom, nhưng mình về mình đã nuôi và mình đang thực hiện, nói chung phát triển rất tốt. Mình thấy hay cái ưu điểm của nó là không bị mùi như giai đoạn đầu là mình nuôi cũng nuôi khô, mình nuôi khô thì nó rất mùi, cảm thấy nó không gian nuôi nó ngột ngạt, gây cho mọi người không có một cái cảm giác không được, môi trường không được trong sạch lắm. Nhưng bây giờ mình nuôi bằng cái công nghệ mới này thì nó khác hoàn toàn. Mọi người nghĩ về cách nghĩ và cách làm của mình khác và biến chuyển hoàn toàn khác nhé. Nhận xét về cái kỹ thuật càng ngày tân tiến và chuyển đổi công nghệ nó khác xưa rất nhiều. Đâm mà những người anh chị em chưa từng biết tới nuôi con ruồi ấu trùng này thì cố gắng tìm hiểu về ruồi lĩnh đen Ba Vì và mong rằng các anh chị sẽ chia sẻ giúp trường cũng như làm một cái việc nên làm để cho quê hương phát triển, về để cho nhiều người phát triển về cái thấy cái lợi và cái thành công áp dụng trong chăn nuôi như gà, cá, vịt, ếch, lươn. Còn về gia súc như lợn thì cũng có anh chị em làm ép cám viên cho lợn ăn rồi. Còn bản thân trường thì dần dần trường sẽ hoàn thiện con ấu trùng này, sẽ quảng bá rộng rãi trên quê hương Ba Vì của mình để các tất cả các anh các chị thấy những cái hữu ích từ chăn nuôi khi áp dụng vào con ruồi lĩnh đen này. Mình muốn chia sẻ đến tất cả những người đi trước, những anh chị đi trước, các bậc thầy của mình như chú Phạm Hùng là một người đi đầu trong nghề chăn nuôi ấu trùng ruồi lĩnh đen của Việt Nam. Mình rất cảm ơn một lối thoát dành cho nhiều người nông dân muốn chăn nuôi và đã muốn vượt lên từ chăn nuôi.
cuối chương trình mình cảm ơn mọi người đã xem chương trình cũng như đoạn video này. Mong các bạn cổ vũ cũng như là muốn xem những video của trường tiếp theo. Mong mọi người đăng ký kênh cho mình. Bye và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em, cô chú.